sáng nay cành hoa mai nở báo tin mùa xuân đã về. Đêm qua chuông chuông ngân nổ xua tan mùa đông giá băng. Để em bay khắp khung trời để cười vui bên mọi người. Mùa xuân đi qua từng góc phố, xuân trong kia thiên nụ cười an vui. Ơ tìm đâu trong cõi vô thường, lòng người vẫn xanh mai vẫn nở dù đời có mong manh. Sương thắm lạnh mai càng thêm thắm, tô điểm cho đời mùa xuân ngát say. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, Ủy ban dân xã Thới Bình nhận được sự ủng hộ của thầy Thích Đức Dũng, thường trực ban từ thiện xã hội giáo dục đối ngoại và quan hệ quốc tế chùa Giác Xanh, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, tài trợ xây dựng cây cầu Bắc Tải 11. Sau thời gian thi công, đến nay đã hoàn thành. Được sự thống nhất của nhà tài trợ và các đơn vị có liên quan, hôm nay Ủy ban nhân dân xã Thới Bình tổ chức lễ khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng cây cầu này. Được sự phân công của ban tổ chức lễ, tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu về dự lễ khánh thành cầu hôm nay. Đại diện đơn vị tài trợ, thầy Thích Đức Dũng, thường trực ban từ thiện xã hội giáo dục đối ngoại và quan hệ quốc tế chùa Giác Xanh, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, xin đại biểu cho trọng hùng. Bà Nguyễn Thị Trang, Mạnh Thường Quân cùng tài trợ, xin đại biểu cho chàng quận hùng. Ông Phạm Văn Giao, nguyên đội trưởng đội an ninh công an huyện Thới Bình, xin đại biểu cho chàng quận hùng. Cùng các cô chú trong đoàn về dự lễ, xin đại biểu cho chàng quận hùng chung. Đại diện đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Thới Bình, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Toàn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân, xin đại biểu cho chàng quận hùng. Đại diện chi bộ trưởng ấp 11, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Khang, bí thư chi bộ ấp 11, xin đại biểu cho quận hùng. Ông Quỳnh Văn Mực, trưởng ấp 11, xin đại biểu cho chàng quận hùng. Cùng các đồng chí đại diện cho các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các chi hội và toàn thể bà con về dự lễ hôm nay, xin đại biểu cho chàng quận hùng chung. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, sau đây tôi xin thông qua nội dung của lễ khánh thành cầu gồm có các nội dung như sau. 1. Đại diện đơn vị tài trợ có đôi lời phát biểu. 2. Đại diện đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Thới Bình có đôi lời phát biểu. 3. Tặng thư cảm ơn của Hội chữ thập đỏ huyện Thới Bình. 4. Trao tặng quà cho các em học sinh. 5. Lễ cắt băng khánh thành cầu. Để đi vào nội dung lễ khánh thành, xin trân trọng kính mời thầy Thích Đức Dũng, đại diện đơn vị tài trợ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời nói đầu tiên xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị, quý lãnh đạo đảng, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng hội thập đỏ, quý thầy cô giáo của trường tiểu học và tất cả mạnh thường quân, quý bà con, các em học sinh, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa ông Nguyễn Tấn Hùng, chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện Thới Bình, kính thưa anh Nguyễn Thanh Toàn, đảng ủy viên phó chủ tịch xã, kính thưa ông Phạm Văn Giao, nguyên đội trưởng đội an ninh công an huyện Thới Bình, kính thưa anh Nguyễn Vũ Kiếm là người thiết kế công trình thi công cầu, kính thưa quý bà con và cùng toàn thể đoàn thể cũng trở về tổ chức về tham dự trong cái buổi lễ khánh thành trong ngày hôm nay, đề nghị chúng ta vươn cao một chảo tay để chúc mừng. Kính thưa liệt quý vị, thì đã gần một tháng trôi qua, nhịp cầu Phúc Điền đã có mặt tại xã Thới Bình và huyện Thới Bình của chúng ta.
Đây là một cái duyên, phải nói là mà bấy lâu nay bà con và mọi người đều mong đợi. Thì kính thưa quý vị, được có chiếc cầu như ngày hôm nay thì phải nói là bên phân ban từ thiện đối ngoại và quan hệ quốc tế được cộng sự với lại Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ Thập Đỏ và đặc biệt là người kết nối cái nhịp cầu để chúng ta hiện diện có mặt như ngày hôm nay. Phải nói là anh Phạm Văn Giao, nguyên đội trưởng đội an ninh Công an huyện Thới Bình, anh đã đồng hành và kết hợp mà đi khảo sát đúng cái vị trí, đúng cái nơi mà để chúng ta cần thiết lập nhịp cầu này. Thì đề nghị chúng ta vươn cao một chảo tay để chúc mừng cho anh Phạm Văn Giao. Thì kính thưa quý vị, thì nhân dịp là cận Tết, thì theo truyền thống của người dân tộc Việt Nam, thì theo hàng năm là ngày 25 là ngày chúng ta cúng tổ tiên ông bà, hay nói là ngày đưa ông bà theo truyền thống của người dân gian. Thì ngày hôm nay rất là bận rộn, quý cơ quan, quý anh em rất là bận rộn, nhưng mà cũng sắp xếp được cái công việc để trở về đây để chúng ta tổ chức cái buổi lễ khánh thành cầu. Và đặc biệt hơn là các em nhỏ học sinh cùng quý bà con cũng trở về tham dự. Thì đây là cái nhịp cầu lần thứ 5 mà phân ban từ thiện cũng như quý mạnh thường quân, quý tổ chức, các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ đã hoan hỷ và đồng hành với thầy để thiết lập nhịp cầu này, gửi đến trao tặng cho bà con. Thì trong cái buổi lễ khánh thành ngày hôm nay thì thầy có gửi cho tặng cho các em học sinh là những bao lì xì. Đúng ra thì tặng học bổng, nhưng lại là nếu tặng học bổng thì tặng rất là tặng ít em học sinh quá, cho nên tặng tới 84 em học sinh, cho nên do đó mà tặng mỗi người chỉ có vài trăm ngàn, gọi là cái bao lì xì và chúc lộc đầu năm để cho các em có cái sự thăng tiến trên bước đường học tập của mình. Và kính thưa thì quý vị, thì được chúng tôi được biết là khi lần đầu tiên đó về cái nơi xã Thới Bình và huyện Thới Bình, thì chúng tôi đi khảo sát cùng lại với quý lãnh đạo đảng, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, với chỗ anh Bà Giao là nguyên đội trưởng đội an ninh của Công an huyện Thới Bình. Thì rất là nhiều cái khúc sông chằng chịt, thưa quý vị. Thì cũng như là những cái dịp này, thầy cũng thưa với lại với cái quý tổ chức, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm chúng ta ở trong nước cũng như ngoài nước, chúng ta nhìn nơi tỉnh Cà Mau và đặc biệt là nói riêng cho trong cái huyện Thới Bình cũng như huyện U Minh cái nước, còn nhiều huyện khác nữa, thì chúng ta thấy rõ là còn nhiều cái khúc sông chằng chịt mà chính nơi ấy cần thiết lập những nhịp cầu để tạo cho cuộc sống mưu sinh của bà con, và đặc biệt là tạo điều kiện đi lại cho các em nhỏ học sinh. Đây là cái vấn đề thiết thực mà các vị nên cố gắng và tài trợ giúp đỡ cho nơi quê hương của tỉnh Cà Mau của chúng ta. Thì phải nói là phân ban từ thiện đối ngoại và quan hệ quốc tế, chúng tôi được sự hoan hỷ, được sự cho phép của nơi chính quyền địa phương nơi đây là xã Thới Bình, huyện Thới Bình. Thì quý vị đã hoan hỷ và đồng hành cùng với chúng tôi để thiết lập cái nhịp cầu này. Phải nói là cái nhân mà cái dịp Tết đến thì đây là một cái nỗi vui mừng của không chỉ riêng về xã Thới Bình của chúng ta, mà tất cả cộng đồng, những người ở vùng sông nước đều rất vui mừng, và đặc biệt là các em nhỏ học sinh có sách đến trường một cách dễ dàng. Và chúng tôi thiết nghĩ là đây là việc làm mà chúng tôi cần làm, tại vì Đức Phật thường dạy đó là chúng ta hãy cho đi, và cho đi không mất, nhưng thiếu sự cho đi là mất.
phụng sự chúng sanh là cúng dường lên chư Phật, và trang nghiêm thế gian là trang nghiêm cõi tịnh độ. Và chúng tôi nghĩ là làm nên những nghiệp cầu, thiết lập nên những nghiệp cầu là mình trang trí và mình tạo cho cái vẻ đẹp và cái diện mạo của quê hương chúng ta khởi sắc. Và đây cũng chính là lời dạy tâm đắc nhất mà thầy Dũng thường lưu tâm, đó là mình trang trí thế gian, mình làm cho thế gian này nó đẹp hơn, và làm tạo cái cuộc sống mưu sinh cho bà con có một cái phương tiện đi lại, đặc biệt trong cuộc sống mà trước đây mình phải đi bè nè, đi xuồng và rất là vất vả, thì thấu hiểu được cái nỗi niềm đó. Cho nên chúng tôi đã cũng nhiều lần về, không chỉ riêng về huyện Thới Bình, xã Thới Bình của chúng ta, mà chúng tôi đi rất là nhiều nơi để mà thiết lập nhiều nhịp cầu, cũng không ngoài mục đích đó. Thì nhân dịp khánh thành ngày hôm nay thì cũng xin tri ân và cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ huyện Thới Bình, và thầy cô giáo và các quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã trở về đây và đồng hành cùng chung với thầy để mà làm cái việc phụng sự này. Thì nhân dịp cận Tết thì xin chúc sức khỏe được quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thăng tiến trên cái bước đường đem lại sự an lạc cho nội tâm, và trong cuộc sống được bình an. Cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý bà con chúng ta nơi đây đã có một cái phương tiện tốt giao thoa trong cuộc sống, thì thầy mong rằng cuộc sống nó sẽ tốt hơn. Thầy cũng chúc cho bà con chúng ta mọi việc đều được hanh thông, và đặc biệt là các em nhỏ học sinh thì chúc cho các em luôn luôn học giỏi, ngoan hiền, có hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Đây là một cái lời chân thành của thầy. Và cuối cùng xin gửi toàn thể được quý vị lời chúc sức khỏe và có nhiều năng lượng an lành nhất trong cái dịp xuân 2024. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức lễ, xin chân thành cảm ơn thầy và các cô chú trong đoàn đã có đôi lời phát biểu, và xin chúc thầy và các cô chú trong đoàn luôn mạnh khỏe và hưởng một mùa xuân hạnh phúc vui tươi. Tiếp theo chương trình, xin kính mời ông Nguyễn Thanh Toàn, đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thới Bình có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Chắc lẽ là cảm ơn nhiều ha, không phát biểu gì đâu, là cảm ơn các đơn vị vận động tài trợ cũng như cảm ơn bà con thôi. Kính thưa ông Nguyễn Tấn Hùng, ủy viên thường vụ Hội chữ thập đỏ tỉnh, chủ tịch Hội chữ đỏ huyện Thới Bình. Kính thưa anh Phạm Nhân Giao, nguyên đội trưởng đoàn đình quyền. Thầy Thích Đức Dũng, thường trực ban từ thiện xã hội giáo hội giáo dục và quan hệ quốc tế chùa Giác Xanh, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, cùng với các vị cùng đi trong đoàn. Kính thưa thầy Châu Văn Tính, hiệu trưởng trường tiểu học Thới Bình B của xã Thới Bình. Kính thưa các đồng chí đại diện các ban ngành cấp xã, chi bộ, chính quyền địa phương ấp 11 cùng toàn thể bà con nhân dân. Kính thưa quý thầy cô giáo, các em học sinh, các đồng chí phóng viên của Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Thới Bình. Trong không khí của cả nước vui tươi chào đón mùa xuân mới Giáp Thìn năm 2024, cũng như niềm vui của bà con được xây dựng cây cầu này, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thới Bình xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, quý vị khách quý, bà con lời chúc hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa quý vị đại biểu, trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của Ủy ban dân huyện, các nhà hảo tâm đã đầu tư hỗ trợ về xây dựng cầu lộ, tạo điều kiện cho việc đi lại và mua bán của bà con dân được thuận lợi, dễ dàng, cũng như tạo điều kiện phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, do diện tích rộng, dân số đông, có hệ thống sông ngòi chằng chịt, nên việc đầu tư xây dựng cầu lộ gặp rất nhiều khó khăn. Được sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân cùng với các ngành chức năng, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ góp phần cho xã xây dựng nhiều cây cầu quan trọng. Cũng nói thêm quý vị được nắm thì ấp 11 là ấp vùng đặc biệt khó khăn của xã Thới Bình cũng như của huyện,
Thì xã Thới Bình có 11 ấp, thì ấp 11 là ấp vùng đồng bào dân tộc, là ấp thuộc diện khó khăn, cần được hỗ trợ của cấp trên. Thì đây là cây cầu thứ 3 mà ấp 11 được nhận được của chỗ thầy Dũng, cũng như là của phân ban đối ngoại, cũng như là của quan hệ quốc tế chùa Giác Sinh quận 11 thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho ấp 11. Thì điểm này rất là quan trọng như thế này, đó là trên địa bàn này thì khu vực này thì có cái trường điểm của trường tiểu học Thới Bình B, và hai cây cầu nãy chúng ta đi qua đó thì có một cây cầu phía bên sông và cây cầu dẫn vô cây cầu này, thì cây cầu thì cũng được chỗ thầy Dũng vận động các cái nhà hảo tâm hỗ trợ nằm trên cây cầu này để đi vào cái trường điểm trường của trường tiểu học, cũng như là được bà con ở khu vực này thụ hưởng. Thì đây là cái điều rất là quý đó dành riêng cho ấp 11. Kính thưa dự biểu, hôm nay tại ấp 11, Ủy ban dân xã Thới Bình nhận được sự ủng hộ của thầy Thích Đức Dũng, chùa Giác Sanh quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ xây dựng bắc cây cầu tại ấp 11, tạo điều kiện cho bà con đi lại giao thương, phát triển kinh tế và các em đi học dễ dàng hơn. Cảm ơn các nhà tài trợ, các mạnh thường quân cùng bà con nhân dân ấp 11 trong thời gian qua cũng đồng hành cùng với chúng tôi để xây dựng được cây cầu này, đặc biệt là chỗ đơn vị thi công cũng đã hỗ trợ cố gắng hết sức. Chúng tôi đã chạy đua với thời gian, đặc biệt là chỗ anh Kiếm cũng như bà con nhân dân ở đây, chúng ta chạy đua thời gian để cố gắng là kịp trước Tết Nguyên Đán. Khi mà chỗ anh Giao cũng như chỗ anh Kiếm là đi khảo sát cây cầu này thì cũng giao trách nhiệm là chính quyền địa phương lại là mấy anh làm sao là cố gắng là lo hai cái nhịp của hai bên, nhịp bên đây và nhịp bên kia, để cố gắng. Rồi anh cũng nói là anh cũng sẽ cố gắng để là chúng ta làm kịp trước Tết Nguyên Đán. Thì chỗ anh Kiếm thì sau khi xây dựng cây cầu này xong thì cũng có bàn giao lại cho chính quyền địa phương, thì cũng nhắc nhở là anh em địa phương là cũng cố gắng làm sao làm được hai cái nhịp dẫn lên này. Thì cũng cảm ơn là chỗ bà con của hai bên dốc cầu, đặc biệt là chi bộ chính quyền địa phương của ấp 11 cùng bà con nhân dân trong thời gian qua đã nỗ lực cố gắng chạy đua thời gian. Tôi thấy là khi mà mấy anh mà vận chuyển vật tư vô đây, cũng như là khi mà đổ hai cái dốc cầu này đó, thì đều có chụp hình gửi lên cho tôi hết. Thì đây là cũng thể hiện cái sự quan tâm của mấy anh, cũng như bà con ở đây quan tâm về cái việc này. Thì là chúng ta làm như sao, như nãy chỗ thầy Dũng nói lần đang là cái duyên, chúng ta giao duyên rồi cũng chúng ta tạo được cái mối quan hệ, tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận tiện cũng như các em học sinh. Trong sự phấn khởi của lễ khánh thành hôm nay, thay mặt đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc năm xã, chúng tôi bày tỏ lòng cảm ơn và sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ giúp đỡ cho xã Thới Bình xây dựng cây cầu đầy ý nghĩa này. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, các mạnh thường quân và bà con nhân dân trong quá trình sử dụng bảo quản cây cầu này đạt hiệu quả cao nhất, và mong rằng trong thời gian tới xã Thới Bình sẽ nhận được sự hỗ trợ quan tâm nhiều hơn nữa của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để tạo điều kiện cho việc kết nối của các ấp địa phương lân cận, tạo điều kiện cho nhân dân được thuận lợi trong việc giao thương và phát triển kinh tế xã hội. Cuối lời, thay mặt đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Thới Bình xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở các cây cầu lần sau. Xin trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Thới Bình đã có lời phát biểu. Tiếp theo chương trình, xin kính mời ông Nguyễn Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Bình lên tặng thư cảm ơn cho thầy Thích Đức Dũng. Xin trân trọng kính mời ông và thầy. Xin đại biểu cho chàng Quang Hùng. Tiếp theo chương trình là đến phần tặng quà cho các em học sinh. Tiếp theo chương trình là phần cắt băng khánh thành cầu.
xin kính mời thầy Thích Đức Dũng, bà Nguyễn Thị Thì Trang, sư cô Nguyệt, ông Phạm Văn Giao, ông Nguyễn Tấn Hùng, ông Nguyễn Thanh Tường tiến về nơi bố trí các ban khánh thành cầu. Lễ cắt băng khánh thành cầu tại ấp 11 bắt đầu. Xin kính mời toàn thể quý vị đại biểu thông cầu. Xin kính mời toàn thể quý vị đại biểu tham dự lễ đi thông cầu. Sáng nay cành hoa mai nở báo tin mùa xuân đã về, đêm qua chuông chuông ngân đổ xua tan mùa đông giá băng. Để én bay khắp khung trời, để người vui bên mọi người. Mùa xuân đi qua từng góc phố, xuân trong kia thiên nụ cười an vui. Tìm đâu trong cõi vô thường, lòng người vẫn xanh, mai vẫn nở dù đời có mong manh. Sương thấm lạnh mai càng thêm thấm, tô điểm cho đời mùa xuân ngát say. Tìm đâu trong cuộc bể dâu, chân lý diệu vời vang vọng khắp năm châu. Tâm Phật dạng người tình thương mến, mang đến cho đời mùa xuân bất tận. Gió đưa mùi hương chiến đàn, thoáng bay về nơi cuối trời. Chắp tay tâm thành khấn nguyện, xin cho bình an khắp nơi, để tiếng ca khắp khung trời, để tình thương cho cuộc đời. Mùa xuân sang tâm hồn sao xuyên, xuân trong kia thiên nhiều người an nhiên. Tìm đâu
trong cõi vô thường, lòng người vẫn say, mai vẫn nở dù đời có mong manh. Sương khóc lạnh mai càng thêm ấm, tô điểm cho đời mùa xuân ngát say. Tìm đâu trong cuộc bể sâu chân lý dù mời vang vọng khắp năm châu, tâm Phật dạng người tình thương mến mang đến cho đời mùa xuân bất tận. Gió đưa mùi hương chiến đàn hoan hôi về nơi cuối trời, chắp tay tâm hành phân nguyện xin cho bình an khắp nơi, để tiếng ca khắp khung trời, để tình thương cho cuộc đời. Mùa xuân sang tâm hồn sao xuyên, xuân trong tiếng yên người an nhiên. Mùa xuân sang tâm hồn sao xuyên, xuân trong cửa thiền nụ cười rất xanh.